Nhận được tin báo buồn của ông bà viện ngân báo tin, người cha quân hoàng kính yêu đã ra đi an nghỉ trong Chúa. Giờ đây tề tiều chúng tôi cha Thiên Chúa và thế hài ông đó là đại biểu liên đoàn giáo xứ Phước Nhân về phía bà viện ngân để đi vào chương trình trân trọng và kính mời một vị đại biểu thay mặt cha đoàn lên có lời phân ưu và duy trì chương trình phục viên. Chương trình cầu nguyện xin kính mời. Trước khi vào giờ thăm hỏi cũng như cầu nguyện cho cụ Đa Minh, xin kính mời một vị đại diện cho liên đoàn rước cờ lành tin bàn thờ Thiên Chúa. Xin kính mời. Linh hồn ông Phần Đa Minh kính mến. Kính thưa ban tăng lễ, kính thưa gia đình họ Hiếu cùng tang quyến, hiện diện trong phòng tang giờ này chúng tôi gồm có hội đồng mục vụ giáo xứ Hướng Nhân, cộng đoàn giáo giáp Trung, hội đồng hương Hướng Nhân miền Nam, hội bảo vệ sự sống Sài Gòn, ban khánh tiết đồng hương Sài Gòn, hội Caritas xứ Hướng Nhân, hội bảo vệ sự sống giáo xứ Hướng Nhân, hội bác ái giáo xứ Hướng Nhân, hội đồng thắm, họ tộc nội ngoại liên quan tới với anh chị Việt Ngân, và đồng thời cũng có tổ thờ xây dựng nhà giáo lý giáo xứ Hướng Nhân và khu xóm tình nghĩa gia đình với ông Thông Gia và gia đình ông Thông Gia Diệt. Giờ này chúng tôi nhận được tin gia đình báo ông Phần Đa Minh Chúa gọi về. Chúng tôi thấy nằm vô cùng thương tiếc. Vậy cho tôi thay lời cho liên đoàn trước hết gửi tới bà cụ, bà cùng con cháu trong gia đình cùng họ tộc lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu Thánh Đa Minh cho ông sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Thank you.
cho liên đoàn dâng trầm hương trước bàn thờ Thiên Chúa cũng như thi hài của ông, xin kính mời. Danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Được
xuống vầy muôn kia bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho chúng con bến đỗ trong đức tin. Xin Chúa đón nhận mọi kẻ trung thành sống theo tin mừng cứu rỗi và gắn bó với hội thánh, được hưởng nước trời vinh phúc mà Chúa đã thiết lập vì chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Cha, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà nhìn đến những hoa trái tốt lành mà ơn Cha đã giúp trổ sinh trong đời sống người thân chúng con đây. Xin Cha tha thứ những thiếu sót của linh hồn đa minh và đón nhận linh hồn đa minh vào cõi sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa
Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời người trong biên đoàn những Phật tử hành chào được cụ cùng cố phút chào được bắt đầu.